Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Vâng, hiện tại thì thị trường Shimano 105 trở nên sản xuất tại Nhật đang cực kỳ nóng và hàng rất khan hiếm, và giá chợ đen tăng vù vù chóng mặt. Những sản phẩm không phải chính hãng mua đồ Shimano rời để làm xe giá đã tăng rất nhiều, đã tới 10 đến 15 triệu trên một xe, thậm chí còn khan hiếm không có đồ Shimano 105 để mua. Tuy nhiên, đối với hãng xe danh tiếng như Sava thì vẫn luôn có đồ Shimano 105 bạn nhé. Và tất nhiên là giá có tăng nhưng không tăng kiểu chóng mặt phi mã như đồ rời chợ đen bạn nhé. Thực sự thì hiện tại để giữ được mức giá ổn định cho khách hàng là một nỗ lực rất lớn của hãng xe. Và với tình hình hàng hóa và tiền tệ tăng liên tục như hiện tại thì trong tương lai giá xe sẽ phải tăng. Nên anh chị muốn mua xe tốt với mức giá tốt thì nhanh tay. Và anh Đức ở Đà Lạt đã nhanh tay sở hữu một xe đạp đua Sava 2 Speed với cấu hình 4 món Shimano 105 rất VIP, đó là tay đề lắc, gạt đĩa, gạt lip và lip. Đặc biệt với mức giá chỉ tầm 20 triệu là mức giá thực sự đang cực kỳ ưu thế trên thị trường. Đối với cấu hình xe như này và thương hiệu cao cấp như Sava, anh Đức đã rất nhanh chóng đặt cọc tiền mua xe chỉ sau một ngày lựa chọn đúng chiếc xe mình yêu thích. Đó chính là chiếc Sava 2 Speed với cấu hình sử dụng lốp Shimano 105 R7000 rất là nổi tiếng. Anh nói cũng coi video của shop đầy đủ thông tin nên đặt hàng rất nhanh. Anh muốn mua xe giống như của anh Tùng Lâm ở Đà Lạt đã mua chiếc xe này của shop nhưng là màu đen xanh, còn anh Đức thì thích màu đen đỏ. Và nếu bạn muốn mua một chiếc xe đạp chất lượng và giá vẫn đang ưu đãi thì nhanh chóng gọi điện thoại cho shop và chốt xe trong thời gian với thời điểm còn mức giá ưu đãi như trước đây bạn nhé. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và đây chính là chiếc xe đạp Sava 2 Speed của anh Đức ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Anh mua chiếc size 50 màu đen đỏ. Và số kiểm tra xe cho anh luôn. 50 màu đen đỏ. Đây màu đen đỏ. Với Sava 2 Speed thì hiện đang có 4 màu và có 3 size. Có màu đen đỏ, đen xanh, đen ghi và đen cam. Và có 3 size, đó là size 48, 50 và 52. Rất phù hợp với rất nhiều chiều cao của người dùng. Và với Sava 2 Speed với mức giá loanh quanh trên 20 triệu thì có cấu hình cực VIP luôn. Khung, càng, cọc yên bằng carbon. Và như Xuân cũng chia sẻ thì xe 2 Speed này đang được trang bị bộ chuyển động Shimano 105 R7000, đang rất khan hiếm và đang tăng giá rất nhiều. Theo catalog nhà máy thì chiếc 2 Speed này chỉ trang bị 3 món, đó là tay đề lắc Shimano 105 R7000, gạt đĩa và gắn lip. Tuy nhiên cái lô hàng Xuân nhập về thì được trang bị thêm một cái lip Shimano 105 R7000 cực VIP đây. Đó, có 4 món luôn bạn nha, rất VIP. Và bạn muốn xem chi tiết về chiếc xe đạp Sava 2 Speed này có thể truy cập trong web xe đạp thể thao VIP.com hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Shop cũng đã dựng lên và review quay cận cảnh chi tiết để bạn xem. Và shop cũng xin thông báo chương trình đặc biệt đến hết ngày 31 tháng 3 dương lịch. Khi đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua xe đạp đua Sava được tặng luôn một đôi pedal VIP của hãng Zinizia. Mua một xe tặng một đôi, mua hai xe tặng hai đôi, mua càng nhiều tặng càng nhiều. Và chiếc Sava R6 này của anh Trần Lợi ở Quảng Ninh. Vâng, anh đã chốt chiếc Sava R6 màu đen vàng cực hot đây để nhanh chóng nhận được cái mức giá hiện tại khi hãng Sava chưa lên giá nhiều. Cũng đang là chiếc R6 cũng đang sử dụng full lốp Shimano 105 R7000, đang rất khan hiếm và tăng giá rất nhiều. Vâng, còn đây là chiếc Sava Kỳ 480, chiếc này của anh Sơn ở Điện Biên. Vâng, Sơn cũng sẽ kiểm tra và gửi hàng cho anh. Vâng, bạn đang cần tìm mua xe, hãy đến với shop xe đạp thể thao VIP.com. Bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn để tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp như ý. Bởi vì shop đang là shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bán xe đạp online chuyên nghiệp. Đến những cái hộp đồ đóng những phụ kiện kèm theo cho khách thì shop cũng đã in đầy đủ thông tin này, rất đồng bộ nhé. Rất đồng bộ để bạn đến với shop, bạn mua xe hoàn toàn yên tâm, mua rất nhanh chóng đơn giản.
và đến với shop mua xe đạp online thì dễ dàng tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp như ý với giá thành hợp lý nhất. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo ở khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.